mến chào người anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái cách phối ghép giữa con mixer số Roland 1680 về cho người anh em hát hò ca sướng hay là ghép vào một dàn nhạc để đi show ha. Thì mình sẽ nói những cái khái niệm cơ bản cho anh em nắm bắt được. Thứ nhất thì đầu tiên là nguồn nhạc từ máy tính này, hoặc là nhạc TV, hoặc là nhạc sống, thì đưa vào tất cả các thiết bị đầu vào từ số 3 đến số 8 ha. Như cái này thì em đang đưa vào số 3, số 4 ha. Còn hai đường mắt tơ tổng LR, cái rack màu đỏ với màu trắng, rack hoa sen này đưa xuống Rosver ha. Cái đường này là một số 2 này mình sẽ set up cho hai cho người anh em về dùng hai cổng mic ha. Đó thì như vậy thì từ đây từ tín hiệu bằng master tổng này ha, đưa xuống với con Rosver hai đường input, và Rosver xuống đưa xuống một con main đánh lo super bass là câu đường low. Còn đường 2 đưa xuống một con main đánh lo full ấy, gọi là lo ca. Thì hai cái này là hai con main đánh sub đánh full ha. Như vậy là xong ha, xong cái phần kết nối về cái phần mà bàn mixer này. Thì mua chỗ Như Ý ha, thì Như Ý sẽ set up sẵn cho anh em hai fader echo reverb độc lập, rồi về anh em gia giảm thôi, về chỉnh và cân bằng mix nhạc lên hát thôi ha. Đây thì đầu tiên em nói về nhạc đây ha, nhạc số 4 này, số 3, số 4 này. Mà ví dụ như mình muốn chỉnh EQ thì sao? Muốn chỉnh EQ lại nhạc thì mình bấm vô cái đèn này, cái đèn này gọi là cái đèn select, mình nhấn vào đây thì cái bảng hiển thị thông báo nó sẽ lên này ha. Thì EQ nó có 3 băng này, low, mid, high, thì em đang chỉnh bao. Thì anh em bằng cái cách phím mềm này ha, nhấn bằng cái phím này ha, nhấn lên em xuống đó, đi quay lại. Ví dụ như cái tiếng trung này mình muốn lớn nhỏ thì mình giảm, quay trở này ha, quay trở đây, hãy muốn lớn nhỏ thì giảm tùy ha. Đó. Rồi tương tự như tất cả các bay còn lại thì mình cứ chọn select ha. Em nói ví dụ như bây giờ muốn chỉnh EQ mic, đây đang ở luôn đường số nhạc mic, thì mình nhấn nút select đây thì nó sẽ nhảy qua cái line số 1, CH1, thì mình cũng chỉnh như vậy thôi ha. Ok, rồi bây giờ tới effect thì cái line số 1 đây mình đang cắm mic đây ha, đang cắm mic line số 1 đây, anh em nhìn thấy thẳng hàng dọc line số 1, đèn số 1 sáng lên này, nhìn vào đây. Nếu cái muốn mà cắm mic thêm mở rộng thì mình sẽ cái chế độ BT này là đang có effect, là gửi effect đi á. Còn mà nếu mà mình để chế độ off này, để chế độ off là không có, ví dụ như off gì ha, effect 2 còn off luôn, thì em sẽ kiểm tra cái tiếng mic cho anh em nghe để cho anh em thấy rõ luôn. Đây nghe ha, lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, đây là cái tiếng mic mọc chưa có gửi effect đúng không. Bây giờ mình sẽ gửi effect vào ha, thì mình sẽ send hai cái này lên, mở hai bộ máy effect ra ha, qua chế độ BT, bên đây cũng qua BT luôn ha. Thế là xong rồi đây, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiểm tra nó có effect, và đồng thời hai cái bộ effect này thì nó gắn trên cái bàn mixer là hai cái phím 13, 14, 15, 16 đây ha. Thì effect 1 là đây, đẩy lên hướng reverb ha. 1 2 3 4 5 6 10. Số con Roland cực kỳ mềm và sạch, rất là sạch. Con dòng Roland này tiếng sạch mà nó nghe nó phê lắm anh em, hát rất là chuyên nghiệp. Đây là fader echo ha, em mô phỏng này, echo này. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, cái tiếng nghe phê không? Đấy. Ví dụ như anh em không có thích cái delay như này, nhanh quá đúng không? Giờ muốn chậm lại thì sao? Muốn chậm thì đơn giản, mình về đây ha, mình nhấn đầu tiên mình hiển thị màn hình như vậy đúng không, mình bấm vô cái bass select này, bass select nó ra chữ FXE này anh em, thấy chữ FXE không, điện thoại mờ quá đúng không, FXE này, thì mình nhấn xuống cái chữ FXE luôn, thì bên này nó sẽ có hai hiệu ứng reverb này, delay này, thì mình sẽ nhấn vô FX2 là delay này, bấm edit là sửa này, thì nó sẽ hiện ra cái bảng thông báo, thay delay là thời gian trở này, nhấn bằng mình cách nhấn bằng trở này đi này, đó anh em thấy không. Đó, nhấn xuống delay trở là mình muốn dài lên đúng không, giờ đang 201 đúng không, giờ mình muốn dài lên cho tới 206 đi, anh em nghe là cái tiếng delay nó khác lên này, lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đơn giản vậy thôi, khi mình chỉnh như vậy đúng không, ví dụ như mình chỉnh như vậy rồi mình muốn lưu lại thì mình bấm save, thì bằng phím này đó, nó có nút save này, save phát rồi bấm right lên, rồi thế là xong rồi này, con lanh cành đào rồi. Rồi bây giờ mình kiểm tra lại vẫn như nãy không nha. Lên 1 2. Đơn giản lắm, nó dễ dàng sử dụng và nó cực kỳ. Thì bắt đầu tiến hành, bây giờ mình mix nhạc thì mình đẩy nhạc lên. Đó.
rồi mình chọn cái tiếng hát, mình chọn effect nữa, xong mình muốn hát echo reverb thì mình đẩy hai cái lên ha. Ví dụ mình muốn hát echo reverb mình đẩy hai cái lên. Vậy thôi. Và con bàn mixer này em đang quay này ha, làm quay mô phỏng cho anh em luôn, có số series là 441 ha. Đấy, cho anh em nào biết được cái con hàng này em đang test là cái số series đó. Chứ không phải nói là mình bán hàng rất là trung thực. Cứ con nào lên kênh là mình bán con đó. Anh em mua mình sẽ bán ngay con này ha. Con này mà bán rồi thì báo với người anh em là bán rồi để mình làm con khác ha. Đơn giản vậy thôi nha anh em, chứ không có gì khó khăn hết. Còn mà về mà chọt ngáy không rõ nữa thì Zalo hình ảnh ý sẽ bày tiếp ha. Rồi, rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo clip. Xin chào và hẹn gặp lại.